Đoàn Thanh niên 4 xã Phước Hội, Long Mỹ, Láng Dài và Long Tân huyện Đất Đỏ phối hợp tổ chức giải bóng đá Tứ Hùng chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 77 năm ngày Thể thao Việt Nam. Giải tạo không khí thi đua sôi nổi và thắt chặt tình đoàn kết giữa đoàn viên thanh niên 4 xã, góp phần xây dựng tổ chức đoàn ngày càng phát triển.